Nhật Kim Anh bệnh nằm liệt giường, phải nhập viện cấp cứu tại Mỹ. Mới đây, một người thân của Nhật Kim Anh đăng tải lên Facebook hình ảnh cô nằm trong bệnh viện với tình hình sức khỏe khá tệ, kèm dòng trạng thái. Thương hai mập, lần nào đi Mỹ cũng bệnh, lần này nằm liệt giường, làm cho út mập sợ quá trời. Quyết định đưa em vào cấp cứu, hy vọng tối nay được về nhà. Trong năm 2017, Nhật Kim Anh vô cùng đen đủi khi liên tục gặp sự cố về sức khỏe và thường xuyên phải nhập viện. Ngay lập tức, những chia sẻ của người bạn thân Nhật Kim Anh nhận được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng. Bạn bè và người hâm mộ liên tục để lại hàng loạt bình luận hỏi han về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Bên cạnh những lời chúc sớm khỏe lại, một số người còn bày tỏ sự lo ngại khi nữ ca sĩ phải làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe. Liên hệ với Nhật Kim Anh, cô đã cố gắng bắt máy chia sẻ nhưng giọng vẫn còn yếu. Bữa giờ Nhật Kim Anh lo việc kinh doanh và đi phim nên trong người yếu sẵn. Hôm rồi vội bay qua Mỹ để lo công việc và đi show. Xui một cái là phải ngồi trên máy bay nhiều giờ nên toàn bộ phần bên dưới tê cứng không thể nhúc nhích. Qua tới bên này tình hình sức khỏe tệ thêm khiến người nhà Nhật Kim Anh lo lắng gấp rút đưa vào viện cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của cô đã có phần tiến triển hơn trước nhưng vẫn rất yếu và cần nghỉ ngơi thêm tại bệnh viện.